Trong ngày hôm qua, thì phi hành đoàn gồm 131 chuyên gia Malaysia phái đoàn đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để hỗ trợ Ukraine điều tra tai nạn của vụ máy bay này. Trưởng đoàn Karin Hinmi cho biết các chuyên gia Malaysia thuộc nhiều cơ quan chính phủ Malaysia làm việc tại Ukraine đến ngày 25 tháng 3 năm 2015. Ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liao Thi Ong Lai đã lên đường tới thủ đô Kiev của Ukraine để cùng các nước liên quan điều tra vụ tai nạn máy bay MH17. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liao Thi Ong Lai cho biết hiện trường bị xáo trộn có thể làm kết quả điều tra không chính xác. Phát biểu trước báo giới, ông Liao Thi Ong Lai cho biết chính phủ Malaysia đã liên hệ với nhà chức trách Ukraine để đảm bảo cho đội điều tra Malaysia có được hành lang an toàn trong việc tiếp cận khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay.